Hình xăm Phật thường mang đến ý nghĩa tâm linh hướng đến sự thuần khiết và bình yên bên trong. Những người muốn xăm hình Phật thường là những người có lòng tốt, mong muốn tránh xa sự cám dỗ để theo đuổi con đường tôn giáo Phật giáo. Họ thường là những người thấu hiểu về những khổ đau của cuộc sống, về sự sinh, già, bệnh, tử và tử. Điều này giúp họ tìm kiếm sự bình yên và thanh tịnh trong cuộc sống, và hình xăm Phật trên người họ là biểu tượng của mong ước này. Hình xăm Phật đem lại giá trị tinh thần cao. Theo quan niệm phương Đông, hình xăm Phật mang lại sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, phúc hậu và an phận thủ thường. Đặc biệt, nhiều người trong giới xăm nghệ thuật tin rằng nếu sở hữu một hình xăm Phật tổ trên người sẽ mang lại nhiều may mắn, bình an, tránh được những điều xấu, điều không may. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.